Thưa quý vị, từ chuỗi lây nhiễm xuất phát tại công ty điện tử Việt Hoa, đến nay trên địa bàn quận Liên Chiểu đã ghi nhận hàng chục ca mắc COVID-19. Với đặc thù địa bàn có khu công nghiệp, đông công nhân lưu trú, nên hiện nay quận tập trung rà soát lực lượng công nhân trên địa bàn và triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch phù hợp, ngăn chặn dịch lây lan diện rộng ra cộng đồng. Đây là điểm phong tỏa cứng tại tổ dân phố 29, được phường Hòa Hiệp Bắc thiết lập ngay sau khi phát hiện ca mắc COVID-19. Ngoài 4 ca bệnh tại khu vực này, thì trên địa bàn phường còn có 3 ca bệnh ở khu vực khác và tất cả đều liên quan đến công ty điện tử Việt Hoa. Qua rà soát, trên địa bàn phường có khoảng 500 công nhân đang cư trú. Hiện nay, phường đang tiến hành xét nghiệm cho đại diện hộ gia đình và công nhân cư trú trên địa bàn, qua đó đánh giá nguy cơ để có biện pháp phù hợp. Chỉ đạo cho các tổ dân phố tổng rà soát lại lực lượng công nhân cư trú trên địa bàn của phường. Và hiện nay đã tổng hợp. Và hôm qua thì địa phương đã tiến hành rà soát và tổng hợp là chuyển danh sách cho chỗ trung tâm y tế quận Liên Chiểu và tiến hành xét nghiệm toàn diện. Sau khi bùng phát trở lại, đến nay trên địa bàn quận Liên Chiểu đã ghi nhận tổng cộng 59 ca mắc mới COVID-19, tập trung chủ yếu liên quan đến chuỗi lây nhiễm xuất phát từ công ty điện tử Việt Hoa. Cùng với việc tập trung khoanh vùng, truy vết và xử lý các điểm nóng liên quan đến các ca bệnh, thì quận cũng đã nhanh chóng rà soát lực lượng công nhân làm việc tại công ty điện tử Việt Hoa, cũng như các doanh nghiệp khác đang cư trú trên địa bàn để có biện pháp phù hợp. Chúng tôi tiến hành lập danh sách, thứ nhất là nhà trọ, thứ hai là công nhân tạm trú trên địa bàn, và cái thứ ba là nhân dân, tức là ở tại chỗ, và chúng tôi là báo cáo về trên phường. Tổ COVID cộng đồng cũng là thường xuyên đến, tức là tận nhà và trao đổi, và nếu có vấn đề gì tức là khả nghi thì chúng tôi báo cáo thường xuyên, báo cáo trạm y tế phường để các đồng chí tức là can thiệp sớm, rà soát tất cả các cái công nhân trên địa bàn để tiến hành là đề nghị là sẽ sớm xét nghiệm các đối tượng này để cho người dân họ an tâm hơn trong cái cuộc sống của họ. Hiện nay trên địa bàn quận Liên Chiểu có khoảng 5.500 công nhân làm việc tại các khu công nghiệp đang cư trú trên địa bàn. Cùng với việc xét nghiệm đại diện hộ gia đình, thì quận cũng có kế hoạch xét nghiệm cho công nhân đang cư trú, qua đó có thể đánh giá được nguy cơ lây nhiễm để kịp thời có biện pháp ngăn chặn dịch lây lan ra cộng đồng.